Để có thể ủng hộ cho mình và nhận được thông báo khi mình ra video mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Hoàng Mai Game đây. Thì đối với video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết cách để các bạn có thể giảm lag game Free Fire phiên bản OB16 này một cách hiệu quả nhất. Và mình sẽ thị phạm cho các bạn trên con máy VKM10 của mình. Thì con máy này để mình show cho các bạn xem có hình nha. Thì nếu như mà bạn nào xem kênh mình lâu thì biết là từ lúc mà mình lập cái kênh cũ đến giờ là cái kênh Hoàng Mai Game cũ á, thì con máy này mình đã được sử dụng nó đã từ lúc mà mình lập kênh đó rồi đến hiện tại. Nếu như bạn nào mà xem theo dõi mình lâu chắc chắn sẽ biết gì con này. Thì nó đang chạy con chip là đây Qualcomm Snapdragon 210, xung nhịp là 1.1 GHz. Thì các bạn biết rồi đó, cái con chip này là con chip cũ mà thuộc cái dạng máy giá quá rẻ luôn nhưng mà là máy giá rẻ nha. Thì con chip 210 này á, đồng ý là nó của hãng Snapdragon, nhưng mà cái xung nhịp cũng như là cái phân khúc của nó là cái con chip giá quá rẻ và nó cái hiệu năng nó đem lại rất là thấp, cho nên là cái chuyện mà chơi game trên con máy VK310 này nó là một cái gì đó rất là khó khăn. Cho nên là mình ít khi sử dụng con máy này mà để livestream hay chơi game. Hồi trước mình livestream mà con này nè, các bạn nào mà xem kênh cũ chắc biết nó lát thì thôi rồi đúng không bạn. Nó là ok, hôm nay mình sẽ dùng nó để hướng dẫn các bạn chi tiết cách để các bạn có thể giảm lát game Free Fire và chơi game Free Fire được trên những máy yếu nha. Thì những máy khác các bạn cũng làm tương tự thôi. Ok, thì chi tiết của cách để có thể giảm lag Free Fire và chơi Free Fire trên những máy yếu là như thế nào. Thì đầu tiên các bạn sẽ lên YouTube và tìm cái feed lag mới nhất của kênh của mình và cài vào máy trước cho mình nha. Thì các bạn chỉ cần tìm với từ khóa là Hoàng Mê Game. Ok, thì các bạn sẽ hiện lên kênh của mình. Nhớ bấm đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho mình luôn nha. Thì các bạn sẽ vào cái phần này, xong các bạn sẽ kéo qua cái phần danh sách phát. Thì các bạn sẽ kéo qua cái phần danh sách phát này, xong các bạn sẽ chọn vào cái phần feed lag Free Fire OB16, cái danh sách phát mới nhất nè, feed lag OB16 này, các bạn sẽ bấm vào. Và ở trong này nó sẽ có những cái video như thế này. Thì các bạn sẽ lấy cái video cuối cùng. Đây, các bạn sẽ thấy được cái video cuối cùng ở dưới này. Và tương tự với những cái bản sau, các bạn sẽ kéo dưới, các bạn sẽ thấy video cuối cùng. Thì các bạn sẽ tải cái bản mới nhất ở cái bản cuối cùng của cái danh sách này á, là cái bản mới nhất nha. Tương tự chừng nữa mình có cập nhật những cái bản mới thì các bạn chỉ cần kéo xuống nữa, các bạn lấy bản cuối cùng là được. Thì bây giờ mình sẽ mở lên. Đấy. Thì ở trong cái này có sẵn cái hướng dẫn cho các bạn cách để mà cài đặt file feed lag cũng như là chi tiết tải về máy rồi cài đặt vào máy như thế nào luôn. Thì các bạn hãy tải bản feed lag này về, sau đó các bạn cài đặt vào máy trước nha. Ok, và tiếp theo đó chính là hai cái phần mềm mà ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho bạn. Thì nó cũng đã nằm trên kênh của mình đã review rồi. Thì đó là một phần mềm game launcher và một phần mềm là RAM Linux. Thì một phần mềm để giúp bạn quét RAM và một phần mềm giúp các bạn có thể chơi game mượt mà hơn. Thì hai phần mềm này mình cũng có video hướng dẫn cài đặt cũng như là cách để các bạn có thể sử dụng nó rồi. Thì mình sẽ để cái phần link tải ở dưới phần miêu tả của video này. Các bạn sẽ kéo xuống phần mô tả để mà lấy link download của hai phần mềm này cũng như là cái video feed lag mới nhất nha. Tốt nhất là các bạn hãy lên kênh của mình để tìm cái vô cái danh sách phát á, rồi các bạn tìm video mới nhất của cái phần feed lag Free Fire để mà cài bản mới nhất nha. Còn cái bản mà mình để dưới phần description này á, thì có thể những hôm sau mình ra bản mới thì mình sẽ không có cập nhật lại nha. Nên các bạn hãy lên kênh của mình để tìm bản mới nhất luôn. Ok, và nhớ đăng ký và bấm chuông để ủng hộ mình. Đầu tiên thì đến với cái phần RAM. Thì ở đây RAM trống hiện tại đang là 900MB này, các bạn thấy chưa? Thì các bạn chơi Free Fire thì mình nghĩ tầm RAM trống của các bạn khoảng tầm từ 500MB trở lên thì các bạn chơi nó sẽ ổn định. Còn nếu như mà dưới 500MB thì tình trạng chăn game nó có thể diễn ra nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ quét thử bằng cái máy quét mặc định của máy nè. Thì đó, nó chỉ giải phóng được phần nào thôi và nó còn 946MB trống thôi. Ok rồi, bây giờ sau khi bạn cài Free Lag Free Fire vào máy rồi thì bây giờ các bạn sẽ mở cái phần mềm đầu tiên là phần mềm RAM lên up lên cho mình. Trước khi bạn chơi game thì các bạn hãy làm tương tự với mình nha. Bây giờ các bạn sẽ mở phần mềm RAM lên up lên. Xong thì đây là lần đầu tiên nó sẽ hỏi các bạn sẽ muốn điều chỉnh dọn dẹp như thế nào, các bạn kéo lên siêu mạnh nha. Rồi ok, bấm bắt đầu. Đó, thì nó sẽ tiến hành quét RAM cho chúng ta. Và chúng ta sẽ có một lượng RAM trống khá là nhiều. Đó, thì hiện tại là trống 1.2GB. Thì như thế này nha, đồng ý là những cái phần mềm quét RAM như thế này nó sẽ tắt đi những cái ứng dụng không cần thiết. Và có nhiều ứng dụng nó sẽ tự động khởi chạy lại, cho nên là cái phần RAM của các bạn nó sẽ đầy trở lại, nhưng mà nó không đầy liền đâu, nó khoảng ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa nó mới đầy trở lại. Nên là các bạn yên tâm, sau khi bạn quét các bạn có thể vào chơi game rất là ok. Và cái phần quét RAM này, dù là những cái phần mềm đó nó sẽ khởi động lại nhưng không phải là tất cả, các bạn hiểu không, nó chỉ là một phần phần mềm nào thôi chứ không phải là tất cả phần mềm đều khởi động lại nha.
Ok, cho nên là các bạn hãy sử dụng phần mềm Red Ram này. Thứ nhất là Red Ram rất là sạch và nó sẽ giúp các bạn có lượng RAM chống khá là nhiều để các bạn trước khi các bạn chơi game, để chống tình trạng nhân game cũng như là có thể giảm lag một cách hiệu quả nhất. Sau khi các bạn Red Ram xong thì các bạn sẽ tắt cái phần mềm này đi cho mình bằng cách các bạn sẽ vào cái phần cài đặt của cái phần mềm này nè. Đây, các bạn sẽ nhấn giữ vào cái phần mềm này, xong bạn vào thông tin này, hoặc các bạn vào cài đặt ứng dụng để mà kiếm phần mềm này, sau đó bạn sẽ chọn buộc dừng nha. Đây, bấm OK. Rồi, sau khi buộc dừng xong các bạn sẽ trở ra. Đó, tiếp tục là các bạn sẽ mở phần mềm Game Launcher lên. Thì phần mềm này mình cũng mới giới thiệu ở đây thôi, để các bạn có thể kéo xuống phần mô tả để mà xem lại video mà mình giới thiệu phần mềm này và hướng dẫn cài đặt luôn á. Ok, thì đầu tiên các bạn sẽ chọn vào phần import một cái ứng dụng mới vào cho mình. Rồi, các bạn sẽ tìm đến FIFA nha. FIFA đâu? Tìm đi cho nhanh. Đấy. Rồi, sau khi các bạn chọn ra không, các bạn sẽ bấm quay ra thì nó sẽ có cái phần FIFA ngay đây. Và tại đây các bạn sẽ chọn một phần setting cho mình nha. Ok, đối với tựa game FIFA thì setting như thế nào trên máy yếu sẽ chơi game hiệu quả nhất thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ bật lên cho mình, enable lên, mình lấy nét cái. Rồi, thì tại đây cái phần đầu tiên là cái phần hiệu suất máy các bạn sẽ chọn lên max cho mình. Tại vì máy quá yếu mà, như máy mình nè, thì các bạn cần phải chọn cho nó phần performance để mà nó có cái hiệu suất tối đa. Đây, performance, đấy. Tiếp tục là phần wifi, dĩ nhiên là các bạn sẽ phải bật nó lên rồi, nếu như các bạn sử dụng wifi để chơi game. Rồi phần ánh sáng màn này á thì các bạn không cần chỉnh cũng được, phần volume cũng vậy. Nhưng mà cái phần tắt đi những cái thông báo ứng dụng này thì các bạn nên tắt nha, để mình xóa cái này cái. Đây các bạn sẽ tắt cái này đi cho mình nha. Rồi các bạn cấp quyền cho nó, xong bấm OK. Rồi trở ra, xong bạn cấp quyền cho nó nha. OK. Tiếp tục là cái phần clean background ứng dụng nè. Đó các bạn cũng sẽ bật lên cho mình. Đó, đây các bạn nhìn lại phần setting nha. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ save và tăng tốc. Ok, bây giờ nó sẽ tiến hành mở game mình cho chúng ta. Đấy, bây giờ nó sẽ mở game lên và chúng ta sẽ vào chơi thử nha. Mình sẽ test luôn cho các bạn xem. Thì cái thanh thông báo này các bạn sẽ tắt nó đi bằng cách các bạn kéo từ trái qua phải này. Đó, là nó sẽ tắt đi cho chúng ta thôi. Rồi, mở game lên rồi nha. Bây giờ mình sẽ test thử một trận luôn cho các bạn xem. Và vài hôm nữa có thể nếu như mình định cảnh á, mình sẽ review cho các bạn một cái mẫu điện thoại giá thì tầm trung và hiệu suất nó đem lại rất là cao. Nó sẽ đem các bạn có hiệu quả rất là ổn định khi bạn chơi game. Nếu như mà bạn nào có nhu cầu chuẩn bị mua điện thoại á, thì các bạn cũng có thêm một lựa chọn nha. Ok, thì mình chỉ test ngắn thôi nha các bạn, chứ mình không có test nhiều nha, tại vì video cũng dài rồi. Ok, bây giờ mình bấm chơi nè. Quay video mà bằng cái màn hình, bằng cái camera nó sẽ rất là nặng. Mình phải dài ghi á, mình edit với các thứ nữa nó sẽ rất là nặng, render rất là lâu nên các bạn thông cảm cho mình nha. Mình không chỉ có điện thoại yếu đâu bạn, laptop mình vẫn yếu nữa. Ok, bây giờ mình sẽ tắt đi những cái lời mời vào trận cái. Nói chung mà khi bạn vào game mà có nhiều người mời vậy nó sẽ rất là lát nha. Đấy, nó sẽ cứ xoay tròn tròn vậy nè, nhưng mà một hồi sẽ hết thôi. Chắc là mình nghĩ nhiều bạn máy yếu cũng gặp tình trạng này giống mình đúng không? Ok, thì đó là cái phần, cái này là mình cài sẵn bản Fitlat mới nhất, là cái bản Fitlat đặc biệt mà hoài luôn á, bực thế. Thì mình đã cài sẵn cái bản Fitlat đặc biệt V1 rồi, thì những bản sau mình sẽ cập nhật tiếp vào trong danh sách phát là Fitlat FIFA V16. Các bạn lên trên cái kênh của mình đó, kéo vào danh sách phát, các bạn sẽ kéo xuống dưới để mà tìm cái bản Fitlat mới nhất để cài nha. Có thể là các bạn xem video này hơi muộn nên là nó sẽ có những bản mới rồi. Ok, bây giờ mình sẽ ra và test cho bạn xem một cái màn đấu nhỏ nhỏ thôi nha. Ok, bắt đầu nè. À quên, phần setting thì cái phần đồ họa mình khuyên các bạn là nên để đồ họa thấp để chơi game mượt nhất có thể nha. Và cái phần độ nhạy này thì tùy các bạn thôi. Cái phần âm thanh thì các bạn sẽ kéo phần nhạc nền xuống mát, tắt luôn phần nhạc nền cho mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào thử một trận này. Khi mà các bạn vào sẵn bằng những con máy yếu như thế này á, nó sẽ khá là giật, tại vì chỗ đó rất là đông người nên là nó sẽ khá giật. Đây mình sẽ demo cho các bạn xem. Với lại những con mà máy yếu như vậy có một cái điểm chung, đó chính là vào trận khá trễ, nhưng mà cũng không quá nửa map đâu. Ok, thì các bạn có thể thấy là nó sẽ khá giật. Nếu như mà các bạn ở sảnh mà có chỗ đông người, các bạn chỉ cần di chuyển ra những cái chỗ mà vắng người thôi thì sẽ mượt trở lại thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào trận nha.
để xem mình vào máy bay mình sẽ ở đâu nha các bạn. Mình không biết là có ở cuối map không, nhưng mà mình nghĩ là tầm nửa map là cột đáy các bạn thấy không. Nó sẽ vào trận khá là nhanh, dù là không phải từ ngoài biển bay vào nhưng chúng ta sẽ vào được ngay đây. Đó, nó sẽ tới đây rồi nè. Hồi nãy là mình vào trận khoảng ở ngoài nhà máy điện nè. Mình có xài thêm máy quét nữa các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ nhảy một cái khu nào đó để mà mình test thử cho bạn xem nha. Khu nào vắng người thôi. Ok, để mà mình còn test cho bạn nữa, để mình vừa xuống mình chết thì kỳ lắm, mình nhảy làng không nha. Đấy. Thì dù có hiệu ứng sương mù các thứ đồ nhưng mà nó vẫn khá là mượt nè các bạn thấy không? Dù là con máy này chạy chip cái chip gọi là thời Napoleon luôn các bạn, chip Snapdragon 210 nó rất là yếu rồi. Nếu như bạn nào mà nghiên cứu về chip bạn biết hiện tại có những con máy chạy chip Snapdragon khoảng 400 mấy, nhưng mà các bạn chơi Free Fire vẫn rất là lag cũng như là bị dăng game các thứ. Nhưng mà riêng con máy với các em mình tối ưu các thứ rồi, mình chơi game này vẫn rất là ok, cũng không có hiện tượng gọi là lag giật gì hết, mình chơi vẫn rất là ổn và đặc biệt là không có dăng game nha các bạn. Khi các bạn cài Fitlight đặc biệt của mình vô rồi thì cái tình trạng dân game sẽ không còn đâu. Đấy. Mình phải vừa quay vừa nhìn cho nên là mình nhìn nó hơi bị lệch lệch chứ các bạn thông cảm nha. Mình bấm hơi hụt. Với lại cái phần setting trong cái máy này mình cũng không có setting lại nên là nó sẽ nè, mình sẽ sấy thử các bạn xem nha. Đấy, rất là ok. Máy chip 210 đó nha, chứ không phải chip chip xịn đâu. Đó. Đâu rồi, nấm đâu rồi? Mình mới thấy cái nấm mà. Đây. Mình sẽ cắn cái nấm. Sau đó mình sẽ đi kiếm người để mà mình giao tranh thử cho bạn xem, xong rồi mình sẽ kết thúc clip nha. Ê, ơi ơi ơi, bình tĩnh anh ơi. Thôi mà, em có làm gì đâu. Anh có cái nấm không mà căng vậy? À, nó đứng đằng kia đúng không mọi người? Mình để hơi xa mình quá nên là mình nhìn cũng không rõ nữa. Từ từ. Chắc là mình sẽ sấy không lại nó rồi. Thứ nhất là mình không có giáp, bây giờ máu mình còn quá ít. Nhưng mà mình sẽ đi kiếm nó. Ôi bấm nhầm. Để mà mình giao tranh thử cho anh em xem. Thật ra con máy này chơi game Free Fire vẫn rất là ổn, không có gọi là quá ức chế. FPS vẫn ổn định ở mức khoảng 20 mấy 30, chơi vẫn rất là ok. Mà các bạn nên nhớ là chip 210 đó nha, chứ không phải chip xịn đâu nha. Đâu có tiêu rồi mọi người ơi. Thôi bỏ đi. Nè, mình sẽ ngồi lên ghế. Nó trong này hay gì nè. Kìa đúng rồi. Mình giống boss lắm mọi người ơi. Đó, thấy chưa? Mình vẫn có thể tiêu diệt được một một thành viên, một tướng địch. Rồi, mình sẽ cố gắng bắn thêm một xíu nữa cho anh em xem nha. Mình sẽ kiếm chiếc xe để mình lái thử cho coi. Mình nhắc lại đây là chip 210 nha mọi người, không phải là chip xịn đâu nha, mà vẫn chơi rất là ok đó. Nó không có lát giật gì đâu. Là đồng ý là lâu lâu nó vẫn sẽ bị rớt khung hình và nó sẽ bị khựng nhẹ một phát, nhưng mà nó cũng không phải gọi là đứng hình nha bạn, nó chỉ khựng thôi. Sau đó là các bạn có thể di chuyển là bình thường và FPS khi các bạn bình thường lại nó cũng rất là mượt. Đây mình kiếm chiếc xe, hình như lần này có xe này. Mình sẽ chạy vô cái phần blue zone trong đó để mình coi có ai đó không. Phải nãy mình nhảy mẹ khu đó cho nó đông đông nhỉ, nhưng mà mình sợ đông quá thì chưa dưới chân mình chết thôi, mình không có test được cho anh em xem. Nghe, giờ mình sẽ lái xe nha. Đấy, ok, không có lát giật gì hết. Và nếu như máy các bạn mà máy quá yếu á, khi bạn chơi game xong á, không phải chơi game xong mà các bạn, mình nghĩ là các bạn chơi từ 1 đến 2 trận thôi, riêng con VK mà mình nghĩ chơi tầm 2 trận là mình sẽ ngưng, mình để cho nó nghỉ một hồi mình chơi tiếp. Chứ mà mình ngồi mình chơi suốt luôn á thì nó sẽ lát lắm, tại vì nó nóng lên các bạn, thì chip nó sẽ bị giảm hiệu năng nha. Khi mà chip các bạn bị nóng lên á, nó sẽ bị giảm hiệu năng khá là nhiều, nên các bạn cần lưu ý cho mình là chơi vài trận thôi, sau đó các bạn chơi đợi cho nó nguội bớt, giảm bớt đi cái độ nóng thì các bạn chơi tiếp nó sẽ không có cái hiện tượng gọi là lát giật nhiều. Đó là những cái mẹo khi các bạn chơi bằng những con điện thoại yếu như mà máy mình nè. Thôi chắc ở đây cũng không có địch rồi, thì chắc là mình kết thúc video ở đây thôi. Thì đó là cái cách để mà mình chia sẻ cho các bạn để mà các bạn có thể chơi Free Fire V16 này cách mượt mà, đó chính là hai ứng dụng, một là quét RAM, hai là tăng tốc game, tăng tốc điện thoại để bạn có thể chơi game mượt mà, cũng như là hãy cài Fitlight của mình để mà các bạn có thể chơi một cách ok nhất nha.
Thì rồi, video mà mình chia sẻ ứng dụng này đến đây là hết rồi. Này, dí tao đi, mệt quá. Xin chào và gặp lại bạn những video tiếp theo. Nhớ like, đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình trong suốt thời gian qua nha. Xin chào và gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye bye.